Anh hỏi thật này, mày có vẻ thích gây sự với anh nhỉ? Dạ không có đâu ạ, em làm gì dám ạ. Thế anh hỏi, tại sao những đứa nào cà khịa anh thì mày lại chơi thân với nó? Như thế là như thế nào? Dạ làm gì có, chắc hiểu lầm với trùng hợp với tôi ạ. Thế cái đứa mới đến, mày là gì của nó? Bọn em... Này, bọn nó là một đôi thì mày định đánh ghen hả Phú? Không phải việc của mày. Sao không phải việc của tao? Thằng này học lớp tao, mà thằng Yào Lả kia cũng học lớp tao. Mày thừa năng lượng để quan tâm chuyện người khác à? Thừa cơm ấy thì về nhảy đầm với mấy thằng bạn của mày đi. Mày thì có khác gì? Tao chưa thấy nó làm gì mày cả. Chỉ toàn thấy mày chặn đường xong chấn lột của nó thôi. Mày định gài bẫy tao à? Mày định ghi âm rồi gửi cho thầy cô à? Thằng nhà quê này khôn ra phết nhỉ. Trẻ con ấy tranh chấp nhau là chuyện bình thường, nhưng mà chấn lột thì lại là chuyện lớn đúng không? Mày đang cầm điện thoại của tao, như thế cũng là chấn lột đấy. Kiệt. Kiệt này, nghe anh hỏi, anh đã từng chấn lột cái gì của mày chưa? Dạ chưa ạ. Đấy là em tự nguyện biếu anh ạ. Tại sao? Bởi vì em hâm mộ anh ạ. Em thích thế ạ. Biết điều đấy. Chúc mày may mắn với cái thằng bạn hèn của mày nhá. Đi. Bỏ ra. Đừng có mà làm người tốt nữa. Ông biểu sao đấy? Sáng giờ toàn chút giận lên đầu tôi. Ông đến ngay à? Thế thì tránh xa tôi ra. Từ trước đến nay tôi vẫn sống tốt, không cần ai bảo vệ tôi cả. Cuộc sống của ông ổn nhỉ? Ngoài việc mua chuộc mọi người ra, đã bao giờ ông thử phản ứng lại chưa? Ông lên mặt dạy lời tôi đấy à? Bản thân ông đánh nhau lần nào cũng thua. Dạo gần đây thì học nhảy, vài động tác nhảy nhót trả ra làm sao, tự nhiên lại được người ta công nhận. Ông bây giờ thì ngon rồi. Ông làm sao ông hiểu được cuộc sống của tôi như nào? Thế ông hiểu được cuộc sống của tôi không? Ông là loại may mắn, được thần may mắn chiếu mệnh. Bây giờ ông không còn nghèo nữa, ông giàu có rồi, không ai khinh thường ông. Nhưng còn tôi, người ta có chỉ mãi mãi xì xào với tôi là một thằng gay thôi.